Những năm gần đây, nhiều xu hướng chăm sóc sức khỏe theo lối sống xanh, lành mạnh được nhiều người quan tâm và ủng hộ. Một trong số đó là phương pháp ăn uống chăm sóc sức khỏe theo thực dưỡng và thực dưỡng miễn dịch. Đây là phương pháp ăn uống bổ sung dinh dưỡng theo nguyên tắc quân bình âm dương, dựa trên nền tảng phương pháp của bộ triết gia người Nhật Gregory Osawa từ những năm 1920. Sau nhiều năm dày công nghiên cứu và kế thừa phương pháp thực dưỡng Osawa, Hội đồng khoa học của công ty cổ phần dược phẩm THT Pharma đã cho ra đời thực dưỡng miễn dịch Nuchi Fukuidan. Đây là thực dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam có sự kết hợp độc đáo giữa các loại ngũ cốc, Fukuidan, beta-glucan được chiết xuất từ một số loại nấm quý hiếm theo công nghệ của Nhật Bản giúp tăng cường hệ miễn dịch một cách toàn diện. Quy trình sản xuất ra Nuchi Fukuidan vì thế trải qua những công đoạn đặc biệt bao gồm 10 bước như sau. Bước 1. Tuyển chọn và nhập nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên công dụng của sản phẩm. Vì thế, khâu tuyển chọn và nhập liệu được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Với tiêu chí 3 sạch, thực phẩm sạch, không khí sạch, nguồn nước sạch, giữ nguyên hoạt tính sinh học và các kháng thể tự nhiên. Bước 2. Lấy mẫu kiểm nghiệm nguyên vật liệu. Sau khi được lựa chọn và vận chuyển vào nhà máy, các nguyên vật liệu sẽ được lấy mẫu mang đi kiểm nghiệm. Quy trình lấy mẫu nguyên vật liệu được thực hiện ở công đoạn trước khi nhập kho và được thực hiện trong phòng kiểm soát về vi sinh, nhiệt độ, độ ẩm, độ bụi. Quy trình này nhằm đảm bảo tất cả các nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất đều đạt tiêu chuẩn. Bước 3. Chuyển vào phun sấy, bao trộn ngoài phù hợp với dạng bào chế. Để hỗn hợp sau khi trộn đạt được sự đồng đều tốt nhất, tất cả các quá trình trộn đều phải được kiểm soát từ các yếu tố thuộc về thiết bị như thể tích làm việc, tốc độ quay, thời gian trộn đến các yếu tố về nguyên liệu trước khi trộn cũng cần phải được khống chế, đó là kích thước tiểu phân, độ ẩm của bột sao cho phù hợp với dạng bào chế. Bước 4. Nguyên liệu được chiếu xạ tại Trung tâm Chiếu xạ Quốc gia. Nguyên liệu sau khi được phun sấy sẽ được chuyển đến Trung tâm Chiếu xạ Quốc gia. Quá trình chiếu xạ nhằm đảm bảo nguyên liệu được sạch nấm mốc, vi khuẩn, virus mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng cũng như không để lại bất kỳ một di chứng phóng xạ nào trên nguyên liệu. Bước 5. Chuyển nguyên liệu đã chiếu xạ vào xưởng sản xuất. Nguyên liệu sau khi được chiếu xạ sẽ được di chuyển về xưởng sản xuất. Bước 6. Đóng gói sản phẩm theo quy cách đã đăng ký. Trước khi bắt đầu thao tác đóng gói, bao bì cần được kiểm tra và dán nhãn đúng quy định và thông tin sản phẩm về đối tượng, thành phần, cách dùng, liều lượng. Các loại bao bì hỏng hoặc có bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm đều phải loại bỏ ngay. Bước 7. Lấy mẫu thành phẩm đã đóng gói để kiểm nghiệm. Trong sản xuất Nuchi Fukuidan, quy trình lấy mẫu là một giai đoạn quan trọng nhằm mục đích kiểm tra quá trình sản xuất, kiểm tra nghiệm thu, xác định đặc trưng của sản phẩm, đánh giá thị trường. Đây là công việc đòi hỏi hết sức thận trọng bởi vì mẫu phải phản ánh chính xác mọi đặc điểm chất lượng và phải đặc trưng cho thành phần sản phẩm. Bước 8. Nhập kho, lưu hồ sơ, lưu mẫu sản phẩm. Nguyên liệu sản xuất Nuchi Fukuidan sau khi được kiểm nghiệm và kết luận xác định chất lượng phải được lưu mẫu. Mẫu sản phẩm, nguyên liệu sản phẩm lưu phải được niêm phong và bảo quản theo điều kiện như trên nhãn. Bước 9. Bảo quản sản phẩm. Quy trình bảo quản đảm bảo các yếu tố môi trường khô, thoáng, nhiệt độ từ 15 tới 25 độ C. Bước 10. Phân phối sản phẩm đến tay khách hàng. Cuối cùng, với hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng, giúp cung cấp đầy đủ những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng, tăng cường khả năng chống oxy hóa, hạn chế tác hại của quá trình hóa xạ trị. Nuchi Fukuidan là phương pháp thực dưỡng miễn dịch cần thiết và phù hợp đối với người thực dưỡng, ăn chay, người già, người ốm, bệnh nhân u bướu cần tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe. Hy vọng qua video này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất thực dưỡng miễn dịch Nuchi Fukuidan và có thêm kiến thức về phương pháp thực dưỡng miễn dịch nhé. Liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 0866 205 833 để được tư vấn miễn phí.